Nối tiếp chương trình sẽ là phần trình diễn của đơn vị huyện Thường Tín. Chúng tôi xin mời đội dòng của huyện Thường Tín vào vị trí chuẩn bị. Kính thưa quý vị, đội Tân Long, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín được thành lập vào năm 1988. Trải qua quá trình hình thành và phát triển cho đến nay, đội đã trải qua rất nhiều khó khăn, song với sự kiên trì và quyết tâm học hỏi, ngày hôm nay đội Tân Long đã lớn mạnh, đáp ứng với ngành nghệ thuật múa rồng mang đậm dấu ấn văn hóa Việt. Đặc biệt, làng Tự Nhiên còn được gắn liền với truyền thuyết Chử Đồng Tử Tiên Dung, một trong bốn vị thánh bất tử trong tâm thức dân gian của người Lạc Việt. Cho dù thời gian đi qua, nhưng truyền thống văn hóa dân tộc còn mãi không mờ. Tâm linh người Việt vẫn luôn hướng về tổ tiên, hướng về cội nguồn và hướng về Chử Đồng Tử, linh thiêng một tình yêu. Với truyền thống văn hóa đó, hàng năm lễ hội Chử Đồng Tử Tiên Dung là lễ hội thể hiện giá trị văn hóa sâu sắc, là bức tranh về đời sống hết sức phong phú, sinh động của người Việt. Đây không chỉ là huyền thoại về tình yêu mà còn là bài ca về lòng hiếu thảo, về đạo làm người, là minh chứng của nền văn minh lâu đời của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, dự liên hoan nghệ thuật múa rồng Hà Nội năm 2020, đội Tân Long, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín xin được gửi tới liên hoan bài biểu diễn múa rồng với chủ đề huyền thoại tình yêu, trong đó bao gồm tình yêu đôi lứa được diễn tả qua tình yêu của thánh Chử Đồng Tiên Dung và tình yêu quê hương đất nước được ví như một người mẹ hiền ôm ta vào lòng, là nơi ấp ủ tình yêu thương che chở và dành cho ta những gì tốt đẹp nhất. Điều đó được thể hiện qua những đường nét uốn lượn, tạo hình vô cùng sinh động của điệu múa rồng, thể hiện những lời cầu mong cho đất nước được vui thịnh giáo hòa. Quê hương có một vị trí quan trọng trong lòng mỗi người. Mỗi người dân Việt Nam đều có tình cảm thiêng liêng gắn bó với quê hương xứ sở của mình. Tình cảm yêu quê hương đất nước là một truyền thống tốt đẹp và đáng quý của dân tộc Việt Nam. Qua những đường uốn lượn và hoa quyện của thân rồng, cho ta thấy hình ảnh đất nước Việt Nam hiện ra chưa bao giờ đẹp hơn thế. Núi non trùng trùng điệp điệp tạo ra bức tranh sông núi vô cùng kỳ vĩ, tráng lệ mà cũng chứng tình nên thơ. Hơn nữa còn thể hiện sự cầu mong cho đất nước được mưa thuận gió hòa, bình an và thịnh vượng. Thank you.
xin được cảm ơn tiết mục Múa Rồng với chủ đề Huyền Thoại Tình Yêu của đội Múa Rồng Thường Tín.